thương nhưng khiến anh buồn. Người ấy là người quay lưng, là người lừa dối khiến em khổ tâm. Còn anh là người yêu em, là người mang đến cho em những yên bình. Đổi lấy anh được gì đây, ngoài giọt nước mắt cứ rơi trong vô vọng. Giờ đây em có biết anh đang buồn không, vì sao lại mang đến cho anh lừa dối. Thời gian qua bên em anh cũng chỉ là người thay thế. Về với người làm em đau, đừng áp đặt lên anh nhé em được không? Đừng làm như thế và đừng xem tình yêu chỉ là trò chơi đắng cay. Trò chơi đắng cay.